Xin kính chào quý bà con và quý anh chị đã đến với kênh Chế phẩm Thông minh, chuyên chia sẻ các kiến thức về nông nghiệp hữu cơ và chia sẻ cho bà con về kiến thức nuôi trồng thủy sản cũng như cách sử dụng các loại men vi sinh, chế phẩm sinh học trong nông nghiệp. Hôm nay, Chế phẩm Thông minh sẽ chia sẻ đến quý bà con và quý anh chị về chủ đề nấm đồng tiền là gì và phương pháp xử lý, về cấu tạo và đặc điểm của nó, căn cứ đặc điểm hình thái và sinh trưởng của nấm đồng tiền thì xác định chúng là một loại địa y và không phải đơn thuần là một loại nấm, vừa là địa y vừa là nấm. Cấu tạo của nấm đồng tiền gồm những tế bào của tảo hoặc vi khuẩn quang hợp màu xanh xen lẫn những sợi nấm chằng chịt không màu. Nấm đồng tiền gồm các sợi nấm hút nước và hút muối khoáng cung cấp cho tảo. Tảo sử dụng nước và muối khoáng thông qua quá trình quang hợp tạo ra chất dinh dưỡng và dùng chung cho cả hai, đó là tế bào của nấm và tảo, gọi chung là địa y. Cách nhận dạng nấm đồng tiền trong ao nuôi bằng cảm quan thì bà con có thể nhìn thấy loại nấm này ở đáy ao nuôi, nó có giống hình đồng tiền, có màu trắng hoặc là màu xanh nhạt, nó có hình vảy, hình cành cây phân nhánh. Nấm bắt đầu phát triển với kích thước nhỏ, sau đó tăng kích thước. Sau vài ngày chúng dính chặt vào bạt ao này, rồi đất này, đá này, nhá cho ăn này và các vật dụng trong ao nuôi. Rồi tác hại của nấm đồng tiền đối với tôm. Tôm là một loại động vật ăn tạp. Nấm đồng tiền có mùi tanh, hấp dẫn với tôm nên tôm thường dễ ăn phải các cá thể nấm này. Khi nấm vào trong cơ thể, nấm sẽ tiết ra các độc tố ảnh hưởng đến tôm và dễ mắc các bệnh đường ruột, bỏ ăn và từ đó gây ra óc thân, còi cọc chậm lớn và một số cá thể tôm có thể chết. Các cụm nấm đồng tiền là nơi trú ngụ của rất nhiều vi sinh vật gây hại và gây bệnh cho tôm như chủng vi khuẩn Vibrio, nguyên sinh động vật và vi bao tử trùng. Vậy về biện pháp xử lý như thế nào? Nấm đồng tiền gây thiệt hại không nhỏ cho các ao nuôi và rất khó để xử lý nếu ao đã bị nhiễm. Việc phát hiện sớm nấm đồng tiền xuất hiện trong ao nuôi sẽ giúp cho bà con xử lý nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Khi trong ao nuôi đã có tôm, và đặc biệt là lưu ý khi sử dụng các biện pháp cơ học như chà này, tẩy này, các cá thể nấm. Khi làm việc này thì bà con đã vô tình làm cho các bao tử nấm nó phát triển mạnh hơn. Các bao tử nấm có thể là bong tróc và phát sinh ra độc tố và khi đó tôm ăn phải sẽ bị gây bệnh. Đối với các ao đã từng nhiễm nấm đồng tiền thì bắt buộc khâu tẩy nấm và diệt nấm ngay từ ban đầu để bà con tránh khỏi hình thành nấm đồng tiền trong vùng nuôi của mình. Đầu tiên, việc cải tạo ao nuôi, vệ sinh sạch sẽ, bà con dùng vôi nung CaO hoặc hòa vôi với nước tạo dung dịch đậm sệt, tưới đều, quét lên bạt ao và các vật dụng. Đối với ao đất, bà con phải rắc một lớp vôi nóng lên bề mặt ao nuôi với liều lượng từ 500 đến 600 kg để 1000 m2, phơi ao từ 2 đến 3 ngày, sau đó xịt rửa và vệ sinh lại ao. Tất cả các vật dụng, thiết bị ở trong ao đều được khử trùng bằng dung dịch khử như chlorine, iodin, BKC, TCCA. Bà con phải khử và tra lại một lần nữa, sau đó bà con lấy nước vào ao nuôi để nuôi tôm vụ mới. Đối với ao nuôi đã đang có tôm mà xuất hiện nấm đồng tiền thì bà con phải có những cái phương pháp để xử lý, giảm bớt lượng thức ăn cho tôm, tăng cường sử dụng vitamin C cho tôm, bổ sung liên tục men vi sinh tiêu hóa cho tôm nhằm củng cố lại hệ thống tiêu hóa, hạn chế các tác động bất lợi của nấm để bảo vệ đường ruột cho tôm, tăng cường sục khí, chạy quạt trong điều kiện thời tiết thay đổi. Sau đó thực hiện một số biện pháp tiếp theo sau đây. Về biện pháp sinh học, giảm ánh sáng, gây màu nước, nâng mực nước lên để che ánh sáng, nấm sẽ không quang hợp được và sẽ chết. Hạn chế việc phát tán bao tử nấm và phát sinh độc tố, tôm ăn phải các mảnh vỡ khi bà con xử lý cơ học như là chà này, tẩy nấm này, và thay vào đó thì bà con sử dụng các loại enzyme
xử lý nước kết hợp với sử dụng men vi sinh xử lý nước liều cao và sử dụng liên tục gây ức chế nấm phát triển một cách hiệu quả và tự nhiên. Bà con dùng enzyme xử lý nước tạt trực tiếp xuống ao nuôi, đặc biệt là các khu vực dọc mép nước và chỗ xuất hiện nấm. Sử dụng men vi sinh xử lý đáy, xúc khí từ 12 đến 24 giờ. Sau đó bà con tạt trực tiếp xuống ao nuôi với tần suất từ 1 đến 2 ngày một lần, nhằm hạn chế chất thải và tích tụ quanh bờ các thiết bị trong ao nuôi dính nấm và có nấm ký sinh và phát triển. Bà con cũng duy trì sử dụng enzyme và men xử lý nước kết hợp để làm sạch nước, ngăn chặn các nguồn dinh dưỡng cho nấm đồng tiền phát triển. Hai là biện pháp hóa học. Bà con có thể sử dụng Bronaboy hoặc DPNPA là chất đặc trị vi khuẩn nấm đến động vật thủy sản với hoạt tính mạnh và độc tính thấp. Bà con có thể sử dụng trị bệnh với liều lượng 1kg cho 2.500 m³. Nếu dùng phòng bệnh thì bà con sử dụng 1kg cho 5.000 m³ nước. Đây là một loại hóa chất được phép sử dụng ở châu Âu, này, Nhật Bản, này, Anh, này, Mỹ, Hàn Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực y tế và mỹ phẩm. Thứ hai là bà con có thể sử dụng đồng sulfat với liều lượng là 0,5 đến 0,7kg trên 3.000 đến 4.000 m³ nước ao nuôi. Sử dụng khi tôm đã được trên 30 ngày tuổi và phải sử dụng trong thời tiết trời nắng gắt. Biện pháp hóa học thì mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, nấm đồng tiền có thể tiếp tục phát triển trở lại sau một thời gian ngắn. Vậy, việc sử dụng hóa chất không đúng hoặc lạm dụng sẽ gây ra ảnh hưởng đến môi trường, cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của tôm. Vậy, bà con cần phải bổ sung men vi sinh xử lý nước liều cao, giúp phân hủy nhánh các xác nấm, xác tảo sau khi xử lý bằng biện pháp hóa học. Bà con phải định kỳ sử dụng men vi sinh xử lý nước, men vi sinh xử lý đáy, các loại enzyme phân hủy các hợp chất hữu cơ, phân hủy các xác tảo, phân hủy xác nấm để không ảnh hưởng đến nước ao nuôi cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn tôm. Trên đây là bài chia sẻ ngắn về nấm đồng tiền và phương pháp xử lý bằng sinh học cũng như hóa học để giúp bà con có thêm kiến thức xử lý ao nuôi của bà con cũng như phòng nấm đồng tiền trong ao nuôi. Mọi thắc mắc thì bà con trực tiếp liên hệ với chế phẩm thông minh qua số điện thoại 0987159123 để chế phẩm thông minh chia sẻ hướng dẫn về áo đặc thù của bà con cũng như cung cấp cho bà con các dòng chế phẩm vi sinh, các loại men tiêu hóa, các loại enzyme xử lý nước giúp bà con có một vụ nuôi thắng lợi. Một lần nữa kính chúc bà con có một sức khỏe dồi dào, một vụ mùa bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại bà con.